nghèo hay thoát ế một độc thân cũng tốt yêu đương cũng được điều này đều chẳng thành vấn đề có người ở bên thì yêu thương chân thành nếu chỉ có một mình vậy thì hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt hai hai mươi mấy tuổi là lúc thoát nghèo chứ không phải thoát ế nếu quá chìm đắm vào một đoạn tình cảm luôn có một kết cục chẳng mấy tươi sáng. Hãy dành nhiều công sức và tinh thần hơn cho học tập và công việc, khiến bản thân mình trở thành một con người tốt đẹp hơn. 3. Bớt yêu đi, kết bạn nhiều hơn Sẽ có lúc bạn nhận ra rằng tình bạn đáng tin hơn tình yêu. Thế giới này vốn quạnh quẻ, có một mình hay có người bên cạnh thật ra cũng thế cả thôi. 4 học cách chính thức hóa tình cảm của mình thích thì theo đuổi không yêu thì đừng dây dưa không rõ ràng năm ngoại hình rất quan trọng không thể thay đổi được ngũ quan thì ra tay với phóc dáng không phải ai béo khi giảm cân cũng đều thành trai xinh gái đẹp thế nhưng gầy đi thật sự vẫn thuận mắt hơn nhiều đừng lấy nhìn ngoại hình rất nông cạn để làm cái cớ có nhiều người cả nội tâm và ngoại hình đều tồi tệ như nhau. 6. Học cách tiết kiệm tiền Bảo đảm rằng ngay cả khi không có thu nhập trong 3 tháng liền, bạn vẫn có thể sống đâu vào đấy. Công việc không như ý thì có thể từ chức thôi việc. Cãi nhau với người yêu thì có thể sách túi chuyển đi. 7. Học cách ở một mình Học cách hưởng thụ sự đơn độc khi ở chỗ đông người thì giữ mồm giữ miệng, khi có một mình thì giữ lấy trái tim. Buổi tối bớt chơi điện thoại đi, hãy đọc sách nhiều hơn. Không muốn đọc sách thì hãy xem những bộ phim hay. Đừng để khi nhắn tin chỉ có gửi biểu tượng cảm xúc và ha ha mà không có gì để nói. 8. Kết bạn hãy cứ thuận theo tự nhiên, tâm quan bất động không cần miễn cưỡng, không cần thiết vừa mới quen nhau đã làm như sống chết không rời. Quan hệ không mấy thân thiết mà quá nhiều lời. Ngày sau nhất định sẽ hối hận. 9. Nếu không có năng lực giải quyết tốt cuộc sống hiện tại, tạm thời đừng nghĩ tới lý tưởng. 10. Đừng đặt quá nhiều niềm tin và đắm chìm vào cuộc sống an phận bình thường. Hai mươi mấy tuổi cần có tinh thần của hai mươi mấy tuổi. An phận bình thường, chỉ dành cho các ông các bà thôi. Hãy viết quyết tâm lên mặt bạn, hãy nhìn thẳng vào khát vọng của mình. Khát vọng là động lực tốt nhất để ta duy trì trí tiến thủ. 11. Việc nhỏ thì học cách thích nghi, việc lớn thì hãy tôn trọng nguyên tắc. Có thể thỏa hiệp nhưng không bao giờ được phá vỡ giới hạn của mình mong rằng cho dù bạn đã lăn lộn trong xã hội nửa đời người, bạn vẫn là người thiếu niên trong sạch thở đầu. 12. Đừng mong lung, đừng sợ tương lai. Mỗi bước bạn đi đều có niềm vui đợi ở phía trước. Còn trẻ, tất cả đều còn kịp. Hãy dũng cảm nếm trải. Con người là thế, phải va chạm, phải vấp ngã mới biết bản thân thật sự thích gì. 13. Nếu không thể ở bên bố mẹ, hãy thường xuyên gọi điện về nhà. Bạn trưởng thành rồi, có thế giới của riêng mình rồi. Bố mẹ già rồi, thế giới chỉ có bạn thôi. Còn cha mẹ, còn nơi để về, cha mẹ không còn, chỉ còn nơi để đến. 14. Nuôi dưỡng sở thích và niềm đam mê của mình, đừng để bản thân chỉ biết có công việc. Ngoài ra không có sở trường nào khác bạn có thể làm người vỗ tay bên đường, nhưng ít nhất một lần hãy để người khác vỗ tay vì bạn. 15. Làm chính mình là được, đừng vì muốn lấy lòng người khác mà khiến bản thân quá mệt mỏi. 16. Hãy yêu thương bản thân, hãy chăm sóc cho mình thật tốt, hãy ăn cơm đúng giờ, hãy đi ngủ sớm một chút. Thích thứ gì thì mua thích đi đâu thì tiết kiệm tiền để đến đó người có thể không có ai yêu nhưng nhất định phải yêu lấy chính mình ai cũng chỉ có thể đi bên bạn một đoạn đường đời này chỉ có thể tự bạn đi hết quy luật quá tam ba bận một khi bạn hỏi ai đó một chuyện gì quá ba tin nhắn họ chưa trả lời tức là họ không muốn trả lời hãy tự tìm hiểu 2. Một người nhờ bạn giúp không công 3 lần. Lần thứ tư trở đi, đều được xếp là lợi dụng. 3. Khi bạn nhờ ai đó một việc, quá ba tin nhắn, họ chưa xác nhận sẽ giúp. Hãy tự làm hoặc tìm người khác. 4. Chúng ta không thuộc về nhau là khi bạn phải chủ động bắt chuyện quá ba lần một ngày. 5. Không nên nhận phần thiệt về mình quá ba lần. Khi bạn có chỗ đứng rồi thì nửa lần cũng không. 6. Bạn có thể xuống nước ba lần để níu kéo một mối quan hệ mà bạn thấy quan trọng. Đến lần thứ tư, làm ơn dẹp đi. 7. Mỗi biến cố trong đời đều không nên có quá ba người biết mỗi thành tựu trong đời chỉ cần tối đa ba người chúc mừng. 8. Chồng giàu, đẹp trai, tài giỏi đến mấy, vợ cũng không nên giả mù quá ba lần. 9. Việc gì trì hoãn quá ba lần đều không tốt. 10. Hẹn hò bao nhiêu lần cũng được. Khi kể về người cũ, chọn ba người tốt nhất mà kể. 11 đủ ba lần vắng mặt trong hoạn nạn, người yêu trở thành người dân. Không phải ai sinh ra cũng là người nhạy cảm, nhưng chúng ta có thể học được sự nhạy cảm trong hành trình trưởng thành để tự bảo vệ chính mình và người bạn yêu thương. 18 điều chỉ trường đời mới dạy cho bạn biết. 1. Im lặng và mỉm cười là hai vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề. Im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. 2. Người khác nói tới cách sống của bạn cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bạn. Bạn sống thế nào cũng không có liên quan gì đến người ta. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì đừng để tâm tới họ. 3. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. 4. Nghe lời chơi bay mà giận là làm ngồi cho người dẹp pha. Nghe câu khen tặng mà mừng là làm mồi cho kẻ nịnh hót. 5. Xã hội bây giờ đồng tiền có thể dùng để trả phí cho mọi tội lỗi. 6. Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả những gì cuộc sống đem lại cho ta đều được ghi giá một cách kín đáo. 7. Nghèo không là xấu. Nghèo mà không có chí mới là xấu. Hèn không đáng ghét. Hèn mà không có tài mới đáng ghét. Già không nên than thở. Già mà sống thừa mới đáng than thở. Chết không nên bi ai. Chết mà vô bổ mới đáng bi ai. Dành được lòng tin rất khó, mà hủy diệt thì dễ lắm. Quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ, mà chính việc dối gạt đã là vấn đề. 9. Khó khăn rồi sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ. Có tầm tả cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. 10. Thái độ tốt nhất chính là lưng của tôi không phải là một hộp thư thoại vui lòng nói bất cứ điều gì bạn muốn trước mặt tôi. 11. Dù ngôi nhà của bạn có to bao nhiêu đi nữa, dù bạn mới vừa tậu một chiếc xe hơi mới tinh hay kể cả tiền của bạn trong tài khoản ngân hàng có nhiều cỡ nào thì phần một của bạn cũng chỉ nhiêu đó kích thước. Hãy khiêm tốn. 12. Sự vượt trội không bao giờ chỉ là vô tình đó là kết quả của sự chú tâm cao độ, nỗ lực tận tâm, định hướng thông minh, thực hành khéo léo và tầm nhìn để thấy được cơ hội trong trở ngại. 13. Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất. 14. Có sinh sẽ có tử, xong chỉ cần bạn vẫn đang có mặt trên đời này thì phải sống bằng cách tốt nhất. Có thể không có tình yêu, không có đồ hàng hiệu, song không thể không vui vẻ. 15. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. 16. Thà dám thử và chấp nhận hậu quả, nếu có còn hơn là đứng ngó mà không dám làm gì hết trong suốt quãng đời còn lại. 17. Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết mà chính là ở ý chí. 18. Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống. Có một câu nói rất hay mà tôi cực kỳ tâm đắc. Tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi vì mình không biết phải trả cái tình nghĩa cho người ta thế nào cho phải. Còn với những người tệ với mình thì dễ mà. Họ như thế nào thì cũng không có gì đáng để mình bận tâm. Một, không thích ai, đừng quan tâm đến họ. Hai, giết ai tránh xa ra. 3. Không cùng quan điểm, không tranh cãi. Tôn trọng ý kiến đối phương, đỡ tốn thời gian. 4. Gặp loại thảo mai nịnh bợ, kệ. Cứ để người ta diễn tuồng, ưu điểm duy nhất của họ mà. 5. Gặp loại đâm chọt sau lưng, nhếch mép một cái. Vị trí kẻ đó mãi đi sau mình mà thôi. 6. Gặp loại thích ăn sẵn, tối ngày chỉ nhờ vả người khác, từ chối dứt khoát không cả nể. 7. Ai tốt với mình, mình tốt lại. 8. Ai chân thành với mình, mình chân thành lại. 9. Ai thương mình thì mình thương. 10. Không phụ lòng người tin tưởng mình. 11 không bỏ rơi người đã giúp đỡ mình khi gặp hoạn nạn. 12. Đi khắp muôn nơi không quên trốn về là gia đình. 13. Trân trọng những gì mình có, yêu thương bản thân thật nhiều. 14. Luôn giữ cho mình nụ cười rạng rỡ trên môi, tâm thái tích cực. Hãy nhớ, vạn người quen có mấy người là bạn trăm loại bạn có mấy người là thân chục người thân có mấy người là tốt vài người tốt liệu có được bền lâu một người là đủ nếu có chữ chân thành